Tân một bộ trưởng cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, bà Gina McCarthy đã sang thăm Việt Nam. Chuyến đi này đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực môi trường vốn đã được duy trì nhiều năm nay giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhân dịp này đã có nhiều hoạt động ý nghĩa trong lĩnh vực môi trường diễn ra. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 4, Bộ trưởng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ đến Việt Nam. Bà đã tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, sáng ngày 16 tháng 4, bà đã đến thăm dự án thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào bảo vệ Hồ Hà Nội của Hội Phụ Nữ Phường Quảng An Tây Hồ Hà Nội. Đây là dự án bắt đầu được thực hiện từ năm 2011 với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mỹ. Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Gina đánh giá cao những gì Hội Phụ Nữ đã làm được cho các vùng hồ nói riêng và môi trường Hà Nội nói chung. Theo bà, bài học quan trọng nhất để bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước là phải có sự tham gia của cộng đồng. Phụ nữ là những người rất quan tâm đến môi trường sống, bảo vệ gia đình, con cái nên việc bảo vệ môi trường thu hút nhiều phụ nữ tham gia. Bà Gina cũng đã trồng cây xanh lưu niệm tại hồ Ao Chéo cùng các chị em phụ nữ phường Quảng An. Cùng ngày, bộ trưởng Bộ cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ cũng đã có buổi giao lưu với các sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường. Tại đây bà đã truyền đến các em sinh viên thông điệp về hợp tác bảo vệ môi trường, bất kể chúng ta đến từ đâu cũng cần không khí sạch để thở, nước sạch để uống, ô nhiễm không có biên giới, cho nên chúng ta phải cùng nhau hợp tác để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Bộ trưởng cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ cũng cho biết, sau khi luật bảo vệ môi trường và cảnh quan ra đời đã giúp giảm tới 70% sự ô nhiễm môi trường trong các thành phố. Theo bà, trong công tác bảo vệ môi trường, việc giáo dục là quan trọng nhất. Khi các bạn sinh viên ở đây trở thành những chuyên gia môi trường sẽ góp phần cứu thế giới khỏi ô nhiễm và những thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ phải xác định con đường mình đi sẽ gặp nhiều khó khăn khi công việc bảo vệ môi trường vẫn còn bị cho là có tác dụng không tốt tới phát triển kinh tế. Cuối buổi giao lưu, bà Gina McCarthy cũng đã trả lời nhiều câu hỏi của các bạn trẻ liên quan đến các thách thức về môi trường cũng như hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ trong việc bảo vệ môi trường.